Người Việt Nam ta có câu, cái răng cái tóc là góc con người. Nhưng sẽ thế nào nếu ta buộc phải hy sinh một góc con người vì bệnh tật? Các bạn biết rằng, sau nhiều lần hóa trị, mái tóc sẽ rụng dần. Điều này khiến nhiều người tự ti về bản thân. Vì vậy, hiến tóc cho bệnh nhân ca là một nghĩa cử cao đẹp đang được cộng đồng hưởng ứng. Tuy nhiên, ngay cả những hành động cao cả nhất cũng đang có thể châm ngòi cho cuộc tranh cãi nảy lửa. Đó là điều đã xảy ra với nghệ sĩ Hoài Linh hay ca sĩ Thủy Tiên trong lùm xùm từ thiện cho bà con miền Trung chịu thiệt hại do lũ lụt. Và giờ đây, những mái tóc dành cho người rất cần nó trở thành tâm điểm của một cuộc tranh cãi mới. Sự thật là gì? Trước tiên hãy để tôi cung cấp cho các bạn một số thông tin background. Từ năm 2015, Thư viện Tóc giả do Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam khởi xướng được xây dựng trên nhu cầu có thực, giúp người bệnh thêm tự tin và can đảm chiến đấu với căn bệnh quái ác. Qua hơn 8 năm đã vận động được hơn 50.000 lượt hiến tóc từ cộng đồng từ khắp mọi nơi trên cả nước. Chưa hết, có nhiều người ở nước ngoài cũng gửi tóc về ủng hộ thư viện. Ý tưởng hiến tóc cho bệnh nhân ca đã trở thành nghĩa cử cao đẹp được nhiều người ủng hộ. Đó cũng là một trong những lý do chương trình Chạm Tóc Ước Mơ ra đời vào tháng 10 năm 2022. Dự án nhận được sự quan tâm, ủng hộ của nhiều người không chỉ ở Hà Nội mà còn ở các tỉnh, thành phố trong cả nước. Báo Nhân dân trích lời chị Hoàng Diệu Thuần, người sáng lập Mạng lưới Vì Trẻ Em Ca, cũng là người khởi xướng dự án Chạm Tóc Ước Mơ. Có nhiều em nhỏ cảm thấy buồn và sốc khi thấy tóc bị rụng do điều trị hóa chất. Các em tâm sự rằng, khi đi học trở lại sau điều trị, các em rất tự ti và không thoải mái khi ở trường. Các em đều mong muốn sẽ có một mái tóc dài như trước đây. Sẽ không có gì đáng nói nếu như vừa qua không có một vụ salon tóc nổi tiếng bị bóc phốt vì nghi ngờ biển thủ những mái tóc hiến tặng. Một chủ tiệm tóc ở Bắc Ninh tố chủ nhân của salon tóc này tham gia hoạt động từ thiện ở tỉnh nhưng rời đi rất nhanh. Có thông tin cho rằng salon tóc của anh này đã nhận 700 bộ tóc của người dân hiến tình nguyện cho bệnh nhân ca nhưng lại giấu nhẹm đi 650 bộ để bán, chỉ chào có 50 bộ từ thiện. Nhiều người cũng đặt nghi vấn về tính xác thực của vụ việc này khi cho rằng có hay không chiêu trò của các đối thủ để nhằm hạ bệ salon nổi tiếng. Thậm chí còn số 700 bộ và 50 bộ thì cũng không biết lấy chính xác từ đâu. Tuy nhiên cũng có rất nhiều người tự nhận là dân trong nghề đều biết vụ biển thủ tóc hiến này từ lâu nhưng không ai lên tiếng. Thậm chí một số khách hàng từng đến hiến tóc tại đây cho biết có sự phân biệt phục vụ, thái độ của nhân viên tiệm tóc khá hằn học khi khách đến chỉ cắt tóc hiến chứ không sử dụng dịch vụ khác. Trên những làn sóng phẫn nộ từ cộng đồng mạng, fanpage của salon tóc này đã phải tạm khóa phần bình luận. Tuy nhiên trong một tin nhắn trả lời khách hàng, admin của tiệm tóc khẳng định những thông tin lan truyền trên mạng xã hội hoàn toàn sai sự thật. Điều đáng nói là trong những năm qua thì câu chuyện nhận tóc hiến của bệnh nhân ca của chủ salon kể trên đã lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội. Để việc làm nhân văn này được lan tỏa, ông chủ cùng đội ngũ của mình đăng tải lại những video, câu chuyện của những người đến hiến tóc lên các nền tảng mạng xã hội khác nhau. Những chia sẻ rất thật lòng của những người tới salon hiến tóc khiến cộng đồng cảm động, nhận được hàng trăm nghìn lượt xem và quan tâm. Dần dần, salon tóc kể trên trở thành địa điểm để nhiều người trên khắp đất nước lựa chọn hiến tặng những mái tóc yêu quý của mình. Cho nên dễ hiểu vì sao trước thông tin rằng những bộ tóc được người dân hiến thực chất không hoàn toàn được sử dụng cho mục đích từ thiện, nhiều người đã rất bức xúc. Trang fanpage của tiệm tóc đã nhận được nhiều lượt thả phẫn nộ cũng như bình luận tiêu cực. Câu hỏi là, sau khi phốt nổ ra, các bên liên quan nói gì? Người đăng bài đầu tiên đã lên tiếng đính chính lại sự việc và chia sẻ về việc cắt tóc thiện nguyện tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh cũng là nguồn cơn của sự việc. Anh này cho biết nhóm của anh được mời tham gia kêu gọi và cắt tóc cho những người muốn hiến tóc cho bệnh nhân ca tại bệnh viện. Nhóm có 10 người, cắt tóc cho người từ 9 rưỡi sáng đến 1 giờ chiều. Tổng cộng cắt hơn 400 bộ tóc, còn lại người dân mang đến. Toàn bộ số tóc đều được chuyển về bệnh viện tỉnh Bắc Ninh. Anh nói rõ rằng anh chỉ viết lên trang cá nhân là không muốn hợp tác với phía salon kia, chứ không phải là tố chủ salon lấy 700 bộ và trao 50 bộ tóc cho bệnh nhân ung thư như chia sẻ trên mạng. Trước những ồn ào xung quanh việc hiến tóc và tặng tóc của các bệnh nhân ca, một nhân viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh và cũng là người tham gia trực tiếp sự kiện này cũng lên tiếng. Theo đó, bệnh viện mong muốn có được một chương trình hiến tóc cho bệnh nhân ở đây, nên chủ động liên hệ với salon tóc và chủ tiệm để được giúp đỡ và cố vấn.
Tuy nhiên, thay vì nhận lời của chủ salon đã đề nghị phòng công tác xã hội liên hệ với quỹ Ngày Mai Tươi Sáng của Bộ Y tế, vì tiệm tóc đang đồng hành cùng quỹ này. Sau đó, bệnh viện liên hệ với quỹ Ngày Mai Tươi Sáng và được chỉ dẫn những thủ tục cần làm. Lúc này, quỹ mới hỏi bệnh viện cần bao nhiêu bộ tóc, bao nhiêu bệnh nhân xin và đăng ký thì quỹ đều sẵn sàng tặng. Khi bệnh viện đi khảo sát thì có 50 người đăng ký nhận, con số 50 bộ tóc là từ đây mà ra. Ban đầu chỉ có 100 người đăng ký hiến tóc, nhưng sau đó số lượng tăng lên đến 600 người, nên phía bệnh viện đã liên hệ với các anh chị em salon tóc tại Bắc Ninh để nhờ hỗ trợ. Với số người hiến tóc quá khủng như vậy, các anh chị đã phải rất vất vả, cắt đến quá trưa, giữa trời oi bức không kịp cả uống nước. Phía salon nổi tiếng cũng chủ động về từ ngày hôm trước để hỗ trợ bệnh viện tổ chức chương trình sao cho hiệu quả nhất cho các bệnh nhân và người hiến tóc. Tuy nhiên, đội ngũ salon và quỹ Ngày Mai Tươi Sáng rời đi trước khi kết thúc sự kiện. Theo nhân viên bệnh viện là do buổi chiều cả nhóm còn phải thực hiện một chương trình thiện nguyện ở tỉnh Bắc Giang. Trước những thông tin cho rằng phía salon tóc đã giấu nhẹm hơn 700 bộ tóc để trục lợi, thì phía Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh cũng cho biết hiện tại 703 bộ tóc hiến đang được phòng công tác xã hội quản lý, chờ bàn giao cho quỹ Ngày Mai Tươi Sáng. Còn ngay tại chỗ, phía đại diện bệnh viện và đại diện salon trao tặng 50 bộ tóc cho người bệnh. Như vậy có thể thấy là phía salon tóc chỉ kết hợp với quỹ Ngày Mai Tươi Sáng để tặng 50 bộ tóc giả cho các bệnh nhân ca và hỗ trợ cắt tóc cho những người đến hiến tóc, chứ không trực tiếp tiếp nhận hay lưu giữ số lượng tóc hiến. Về phía salon, người đại diện cho biết đã làm đơn và phối hợp với luật sư để làm rõ vụ việc. Thời buổi bây giờ, từ thiện là một câu chuyện nhạy cảm, nhất là lần này có liên quan đến việc hy sinh cái góc con người cho những ai thực sự cần. Nhưng cũng chính vì vậy mà cư dân mạng cần phải tỉnh táo và bình tĩnh, tránh để những thông tin chưa được kiểm chứng kiểu Just Me Pro dắt mũi, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức từ thiện và cơ sở kinh doanh. Bên cạnh đó, cũng nhiều người thắc mắc, chính xác thì sau khi được hiến, đường đi của mái tóc sẽ như thế nào? Câu trả lời là từ những phần tóc của mọi người hiến tặng, chúng sẽ được xử lý, dệt hoàn thiện thành bộ tóc mới và tặng lại cho các bệnh nhân có nhu cầu. Việc làm tưởng như đơn giản, nhưng phải trải qua nhiều bước khác nhau để đảm bảo sự minh bạch, rõ ràng. Bước đầu tiên là kêu gọi cộng đồng hiến tóc, tiếp theo là xử lý tóc thô, sau đó là nhập dữ liệu và gửi email xác nhận. Bước thứ tư là gửi tóc sang công ty làm tóc giả, sau đó là đóng gói, gửi đến các thư viện tóc, chờ bệnh nhân hoặc người nhà liên hệ mượn tóc. Hãy lưu ý rằng, việc tặng tóc cho các tổ chức, bệnh viện là bạn đồng ý trao cho tổ chức toàn bộ quyền sử dụng tóc của bạn. Bởi lẽ ngoài việc được xử lý thành tóc giả để bệnh nhân ca sử dụng, tóc có thể được tặng trực tiếp cho bệnh nhân hoặc bán để bù đắp chi phí xử lý tóc. Trên thực tế, không phải 100% tóc hiến tặng đều sẽ được làm thành tóc giả cho bệnh nhân, và đây là chuyện hoàn toàn bình thường. Lý do là vì không phải loại tóc nào cũng có thể dùng để làm thành những bộ tóc giả, đặc biệt là tóc cho trẻ em. Một bộ tóc được tặng cũng phải trải qua nhiều quá trình dài mới có thể đến được với các bệnh nhân. Tóc được hiến phải đủ dài và đủ chất lượng mới có thể được sản xuất thành tóc giả. Bên cạnh đó, những mái tóc đã bị tẩy hoặc xử lý quá kỹ qua hóa chất hay tóc bạc cũng thường không được chấp nhận. Những bộ tóc không đủ điều kiện có thể được bán đi để giúp trang trải các chi phí liên quan đến việc sản xuất tóc giả hoặc dùng làm chi phí hành chính cho các tổ chức. Ngoài ra, số tóc này có thể dùng cho mục đích nghiên cứu khoa học. Như vậy, nếu có mong muốn, bạn hãy tìm hiểu kỹ các yêu cầu của tổ chức nhận quyên góp để đảm bảo mục đích tốt đẹp của mình được thực hiện một cách trọn vẹn nha.